Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Tri thức và Đời sống xin được trân trọng gửi tới quý vị và các bạn các bài dự thi của các tác giả trong cuộc thi Onkyo lần thứ 13. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với bài của tác giả Lỗ Thị Uyên, hội viên Hội Người Mù quận Bắc Từ Liêm, qua bài viết Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Cơn mưa chiều nay đưa tôi trở về miền ký ức, nơi đó có những tháng ngày bất hạnh, có cả những tháng ngày nỗ lực vượt lên chính mình của bản thân tôi. Hàng ngày, ngoài 8 giờ làm việc nơi công sở, tôi luôn bận rộn với đam mê kinh doanh của mình. Một biến cố cuộc đời khiến tôi trở thành người đàn bà mù lòa tàn tật. Cú sốc quá lớn đẩy tôi vào trạng thái khủng hoảng, chơi vơi, hụt hẫng. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình giống như địa ngục giữa trần gian. Không ít lần tôi tìm cách tự giải thoát, nhưng mỗi lần định thực hiện thì hình bóng các con tôi trỗi dậy khiến tôi day dứt không đành. Tôi tự nhủ hãy cố gắng đứng dậy, tìm hạnh phúc trong nỗi bất hạnh mà số phận đã an bài, với quyết tâm mình sẽ là con đò chở các con tới ngày cập bến. Để thực hiện điều đó, tôi gia nhập hội người khiếm thị mà trong lòng bộn bề suy nghĩ. Mặc dù tôi có 37 năm là người sáng mắt, đã từng tiếp xúc với công nghệ khá nhiều, nhưng nay trở thành người khiếm thị, muốn trau dồi phát huy kiến thức, việc đầu tiên tôi phải học chữ Braille, hay còn gọi là chữ nổi. Tôi nhớ buổi học đầu tiên, đồng chí chủ tịch hội cầm tay tôi đặt lên mấy gợn nhỏ li ti, rồi hỏi tôi đó là mấy chấm, vị trí các chấm ra sao. Tôi ngỡ ngàng bởi trong trí tưởng tượng của tôi, chữ Braille giống như bảng chữ cái tiếng Việt nhưng được làm nổi lên khỏi mặt giấy. Ai dè toàn những chấm tí xíu xin xít nhau vậy thì làm sao sờ được chứ. Thế rồi khó khăn buổi đầu cũng qua đi, tôi đã thuộc bảng chữ cái và bắt đầu tập viết. Chiếc rùi cùng cái bảng như cố tình làm khó tôi, dù rất chú tâm mà tôi vẫn chọc trượt. Mấy ngón tay phồng lên, nhưng vì muốn khám phá thế giới của người khiếm thị cũng như muốn khẳng định bản thân nên tôi miệt mài học. Đúng là có công mài sắt có ngày lên kim. Sau khi biết đọc viết chữ Braille, tôi viết lá thư đầu tiên cho con trai nhỏ của mình. Từ khi bị tai nạn, tôi phải gửi cháu cho ông bà ngoại. Nỗi nhớ thương con chất chồng theo năm tháng được tôi gửi gắm vào từng con chữ Braille. Trên trang giấy cứng, tiếng lạch cạch của chiếc rùi đồng thanh với những giọt nước mắt rơi lã chã của tôi, bởi tôi biết con tôi sẽ không thể nào đọc được lá thư này. Tôi rất thán phục ông Louis Braille, vị cha đẻ của chữ Braille. Chỉ với 6 chấm nhỏ li ti xoay qua xoay lại mà ông đã giúp người khiếm thị thoát khỏi nạn mù chữ, đến với con đường học vấn, biến những điều không thể thành có thể. Nhờ đọc sách chữ Braille mà tôi đã biết được nhiều thông tin bổ ích. Những tấm gương sáng về người khiếm thị trong sách chính là niềm tin, nghị lực để tôi vượt lên chính tôi. Hiện nay, trong thời đại công nghệ, có rất nhiều phương tiện hiện đại hỗ trợ người khiếm thị học tập. Nhưng tôi nghĩ, đối với người khiếm thị, chữ Braille là ngôn ngữ viết rất quan trọng, không thể thay thế trong lĩnh vực giáo dục, giống như chữ sáng của người sáng mắt vậy. Chữ Braille là nhân tố chủ chốt trên hành trình chinh phục bóng đêm, vươn tới đỉnh cao tri thức, là đôi cánh chắp cho ước mơ của các em thơ khiếm thị bay cao, bay xa như cánh diều non gió, là sợi dây gắn kết người khiếm thị với cộng đồng xã hội.
không phải người khiếm thị nào cũng có điều kiện tiếp xúc với công nghệ. Ở một số trường hợp công nghệ không thể thay thế chữ Braille. Ví dụ, khi bạn đọc báo cáo trong một hội nghị, bạn phải đem bản chữ Braille lên để đọc. Muốn tóm tắt nội dung quan trọng trong cuộc họp, bạn phải sử dụng chữ Braille để ghi chép. Một số tài liệu quan trọng, bạn cũng nên ghi lại bằng chữ Braille để cất giữ, đề phòng khi máy tính có sự cố. Ngày tháng trôi qua, tôi bây giờ đã tự tin và mạnh mẽ hơn. Tôi vẫn tiếp tục kinh doanh với bạn bè, công việc liên quan khá nhiều đến công nghệ. Nhưng ngăn bàn làm việc của tôi bao giờ cũng có mấy cuốn sách chữ Braille, những tài liệu quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, chi phí. Tôi đều ghi chép bằng chữ Braille để lưu giữ. Tôi đã chứng minh với mọi người, dẫu rằng đã là người khiếm thị, nhưng tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm của một người vừa làm cha vừa làm mẹ. Tôi vẫn nuôi dạy các con ăn học đủ đầy như khi còn sáng mắt. Tôi mơ có một ngày chữ Braille sẽ là phép nhiệm màu, xóa sạch hẳn những khoảng cách giữa người khiếm thị với người sáng mắt. Tiếng gọi mẹ ơi ấm áp quen thuộc làm tôi cắt ngang dòng ký ức. Con trai tôi đã đi học về, mưa cũng đã tạnh. Tôi ngẩng đầu lên cảm nhận bầu trời hôm nay trong xanh hơn, những đám mây nhiều màu trắng hơn. Một cảm giác dễ chịu ùa về trong tôi. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng.